Thanh niên kia chạy xe máy nó vẫn còn lê lê đây này em. Từ mình sẽ vào AK. Đúng chút xíu này rồi. Đấm vào. Mẹ ơi con xuân này vàng. Wow, đúng rồi, đúng rồi. Úi giời ơi. Hai quả mình không chết bao giờ. Các bạn đang muốn tìm kiếm một nơi mua Free Fire hỗ trợ tốt hay nhiều vòng quay hấp dẫn mini game thỏa thức cho anh em max cấp lại nhân phẩm thì hãy đến với shopanhfor.com. Hi, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với cái channel của anh For các bạn nhá. Thì ngày hôm nay chúng ta cùng trở về với lại là đảo quân sự các bạn ạ. Nhảy kho quân sự luôn cho nó máu. Ở kìa. À đúng rồi. Úi sổ. Chị gái cầm. Chị gái cầm mắc 10 giã nên bắt bót để nên bắt bót cầm school giã cho thối người luôn bạn ơi. Kìa nha. Ở kìa. Ây. Ơi. Đổ nhầm súng rồi. Úi sời ơi. Ê. Đang cầm cái mắc không mắc mắc 7 mượt bạn ạ. Kìa nha. Nó không biết là nó tí đẩy góc ra nó chơi phèn moi không nhở. Đầu xuân năm mới là bạn nằm như vậy là hơi toa. Ơ kìa. Đúng để lao luôn. Ơ kìa. Ôi giời ơi, ông trùng sọc gun. Ui giời ơi. Chúa tể sọc gun, ông trùng quân sót bạn ạ. Vãi thật. Ơ như nó nhặt cái mắc 7 của mình đúng không ta. Ừ đúng thật vãi. Nên lại còn tranh thủ lút cái xác của mình xong quay qua dí bắn mình chứ anh em. Lóc thật. Thôi nay chúng ta trở về với lại đảo quân sự thân yêu bạn nhá. Mình tính là chơi lại đảo quân sự hay không ấy, nhưng mà tải map nữa này kia thì nó cũng hơi mệt bạn đã lên là thôi. Mấy bữa nay mình các bạn không thấy mình làm clip chơi đảo quân sự hay không đúng không? Nếu mà các bạn kiểu like share clip này nhiều tí thì mình sẽ làm clip về chơi đảo quân sự 2.0 đây bạn. Ok sao cái? Ê mình nghĩ úi sổi biết ngay mà. Nãy thấy nghe thấy tí bắn tao biết ngay trên đồi là có đứa nó bắn thùng dầu xuống đây một thằng nổ bay xác chết này. Tự nhiên mình lút cái xác. Ok nghe con tiếng chân gần nữa anh em. Trước mặt nhà xe này nghe đâu đấy là nó núp này không có đây á đầy úi sổ cái gì chứ nghe tiếng chân là phèn moi bén lắm anh ơi làm gì đấy ui sổ còn quay đầu qua để cho mình bắn hết trọt chứ anh em này là hỏng rồi tôi vẫn còn một đứa bên trên đồi nữa nha. Ok nó đi à đây nó chạy lên trước mặt mình như nào liền ui á nhá. Ok ui sổ bắn bay đầu luôn à là gì đấy chết cha thì cũng khét phết đấy bạn ơi khét úi sổ ấy. À, cái mắc 10 là sao điệp thế các bạn nhỏ. Đừng nói nữa. Từ nha, chúng ta lên bình tĩnh lại vậy. Đủ nó móc sau lưng mình kìa. Thế thì cũng bắn đầu khét đấy. Ô là sau lưng nó tưởng không nghe tiếng chân ta. Úi sổ, thế thì bạn là bị ảo rồi. Úi sời ơi. Móc ra đấy, tưởng mình không nghe thì chịu đấy. Từ nha, mình sẽ móc ngược lại mình chơi nó bạn ạ. Không biết nó thấy mình ta. Mình nghĩ là mình lên đẩy tầm gần luôn. Phá cái đi nhỉ. Mình đẩy tầm gần thì mình sụp mắc thì nó dễ hơn là mình bắn tầm xa với cây mắc 10 đấy bạn ơi. Cầm cái mắc 7 với cái mắc 10 thì mình lấy giá cao cái mắc 7 hơn. Để góc lên chơi luôn. Hello. Subscribe. Ok. Ngồi đây làm gì nữa. Ủa đụng khét đây nhưng mà hơi đen bạn ơi. Ơ. Hình như có người bên trên đây đúng không ta. À. Nó lộ cái đầu ra thì phải đấy bạn. À đủ. Ơ không phải cái hòm sắt. À đâu. Người thật đấy. Ui dồi thế mình thấy thật em ơi. Ơ. Ê, sấy như thế là chết tôi rồi. Từ đi đến kia nó. Á, à, đủ, để chơi luôn. Ấy chả ra chơi. Chơi là nhìn là biết ai đồ múa đây anh em. Ok, Sclerk nè. Ok. Ê, móc 7 gì toàn chả có vậy anh em. Ui giời ơi. Á, à, đủ, múa kẹo. Ui, rồi, kẹo. Úi sở nhìn cái mặt cái bộ đồ là biết ngay là ai đồ. Thích múa rồi mà anh em. Ui giời ơi. Bốc hơi ngay, đỡ thế nào được. Kiểu mấy muốn múa là mình thì giết mình thích lắm bạn ạ. Kiểu mình sẽ bắt góc ngay ấy. Kiểu mình chơi quen là đâm ra là mình sẽ bắt cái góc mấy thanh niên kiểu hay lách các thứ là hả bắt bài ngay. Làm quả thính này xem có cây M249 các bạn. Ok á, phóng lợn à. Ua, được các bạn nhá. À đâu phóng lựu chứ phóng lợn là cây liềm vào thôi. Rồi thì trận này chúng ta lại làm combo MP5X với lại là phóng lựu thôi anh em. Trên mắc 7 mà thôi, nay có phóng lựu thì đổi qua phóng lựu chơi xem như thế nào các bạn nhá. Mình cần vô đây mình để mình kiếm xem có đón bo không bạn nhá. Ok. Hello chạy. Úi sỏi. Úi sỏi. Ok. Ôi hơn trăm tiết rồi anh em. Lỉ xỉ viên phóng lựu. Úi giời ôi. Đỡ thế nào cho được. Đỡ làm sao mà được hả anh em. Ủa. Đó thế gì đi. À, bây giờ mình dò bom keo quá rồi, 23 của bom keo là không biết làm gì bây giờ nhở. Giờ mình đi kiếm đón bo đi để xem cái bo có vào tháp đồng hồ không. Hay là nó vào khu vực nào đó để mình còn biết mình leo lên cây hay là mình leo lên cái gì nhở. Cái tháp đồng hồ chơi bạn ơi.
kìa, sẽ có một cái bom bom kẹo kẹo đây ta. Ui, có cả tiếng súng luôn ạ. Như là ở đây có bắn nhau này. Thử đá xác xem cái gì không. Có đúng cái địt rồi. Có bắn nhau bên trên nhà ma này anh em. Mình sẽ rút chốt quả lựu đạn. Ê, nghe tiếng chân có bên dưới bạn nhá. Đủ nó vòng lên bên trên này. Bên trên trên nhà người nữa vãi. Đông thêm nhở. Một đứa chạy qua bên nhà nhỏ này. Ok, ui, có một đứa nó chạy vô bên góc nhà nhỏ nữa kìa nghe. Rồi, xong hai đứa nó giã nhau. Tụi mình học hấu lùng góc này. Ui, có xe xe lưng mình nữa. Ôi vãi đông thế, khu này 4 người lận anh em ơi. Ai chà khét đấy. Để mình lên mình giết thêm bên trên nhà chứ đã. Đâu ta. Sao có một tiếng cái chân nó chạy lại nữa này. Thằng khác chạy lại. À đủ, chạy trượt. Úi xời ơi. Nghe thấy mình, nhìn thấy mình chạy đây phát đẩy lên kiếm ăn luôn ạ. Ơi kìa. Lại nghe thấy thêm một tiếng chân nó chạy vào nhà mạ. Ê, bậy nha bro. Đông thế, bọn đấy nó chơi kiểu tập thể ở tháp hồ này à. Đó, bẻ góc luôn này. Ôi, vẫn còn một đứa bên trên nhà ma nữa em ạ. Úi, sợ cái lợi cũng khét đấy. Nhưng mà hơi chậm. Rồi, xong thằng bên dưới nhà ma sụt đầy xuống dưới rồi kìa game. À, thằng nó đang tính cố nó giết mình này. Úi sợ, lì khỉ ấy. Ôi, không được hôn. Ui dồi ôi may quá. Có quả sắp nổ các bạn ơi. Căn quả phóng lựu như thế mà nó hụt được kìa. Chứng đạo quá, ok, mình sẽ bậy nha. Cái gì chứ, đầu óc của thằng fan này số cũng hơi nhạy bén đấy. Nhạy bén đấy nha, tinh tế đấy. Ok. Thì lái sẽ bị lag à. À, nó cũng tính đẩy lên nó chơi mình luôn này anh em. Vấn đề này tính nộp kia cho thằng fan moi rồi. Cái gì đây là 3 kill nào làm thế cái này 4 kill 10 kill lập lý rồi này bạn. Phải sang góc bên kia này. Ây chà. Bóc ra sau lưng mình đúng không? Ta lên bình tĩnh bạn nha. Nó đi di chuyển xa để mình không nghe tiếng chân đấy. Sẽ vòng lại cái góc ở đây liền. Nghĩa là nó vòng nó tận đằng sau nhà ma rồi. Ok. Vừa thấy hình. À nó quăng lụ đậu đạn kia anh em. Trời ơi mấy trò này chúng ta bắt phải ngay. Ok. Nó chạy xe lại nữa kìa. Ôi nó vào sau lưng rồi. Ui dồi, tổ lái vời. Ê, cái tiếng xe là mình không nghe tiếng chân mà. Ok, đẩy láo đây làm gì đây. Trời ơi. OB32 rồi còn cứ cầm sập cún 2 viên làm gì. Biết đâu sụp 2 viên làm sao mà chết được người được. Trừ khi vào đầu thôi mời. Ui dồi, ôi tí thì ngỏ củ tỏi luôn. Ây chà. Bo này nó lại vào cái nhà ma bên phía làng Hiếp Nam à. Chà. Có tạo, ui, thêm bom kẹo này. À, giàu quá, nhiều lúc kiểu cuộc sống tự nhiên nó giàu bạn ạ, nhiều lúc không muốn giàu số tự nhiên nó bắt giàu. Không thể tin nổi. Ừ, thanh niên kia chạy xe máy nó vẫn còn liên liên đây này anh em, từ mình sẽ vào AK, đủ chút xíu này rồi, nó vào. Mẹ ơi, con xuân này vàng. Bọn đúng rồi, úi sồi ôi, trai quả mình không chết bạn ạ. Tình té thế này thì đỡ thế nào được anh em ơi. Nó bảo rồi, cái này nó nằm đã trong sự tính toán của thằng phèn rồi, bạn hiểu không? Yeah. Nó nằm trong sách giáo khoa cả rồi, chỉ việc mình thực hành cái nhẹ phát thôi. Là vài đường cơ bản là nó bốc hơi ngay. Rồi có bắn nhau bên trên nhà ma nữa này bạn ơi. Hay như này, như là cự nhau chưa xong đúng không? Bây giờ mình lên trên đây mình hôi của phát 2 kill là hợp lý này bạn. Làm trận này là 3 kill cuối, 14 kill top 1 à? Ừ, là hợp lý lúc này anh em. Để đâu? À, quả lựu băng check được vị trí nó rồi kìa bạn. Hay là, nó đang vào nhau. Chạy thủ đấy lên bạn ơi. Kìa nó bắn nhau đâu ta. Ê không, nó bắn nhau bên ngoài này. Hello. Rồi, để phải moi làm cho. Phèn moi làm tất trò. Sớm kêu rồi bạn, M15X. Băng đạn kết. Ok. Ô nó chỉ đi đâu tiêu rồi. Á đủ. Lên trên đây làm gì. À, cứ như kiểu mình xài CPU thế hệ mới bạn ơi. Kiểu chạy này mượt quá. Quá khá là lẹt luôn. Còn một thiên niên cuối nó chỉ ở đâu đây góc bên dưới. Dưới sườn đổ thôi này anh em. Mình không có cái máy quét nào rồi ta. Đối xác này xem có tí gì em. Ui sòi thôi. Số đã là giàu còn giàu hơn như thế này thì đỡ thế nào được nữa. Chả xác định được cuối luôn rồi đấy anh em. Nha bây giờ mình à thôi không đi. Nó đứng ngay đoạn kia kìa. Được cháu đó cái bọn đoàn thù rồi bây giờ mình sẽ bạc. Mưa lũ đạn đã phát là nó không thể nào đỡ được bạn ạ. Đỡ thế nào được bạn ơi. Đỡ hộ. Ok. Ui giời ơi. Hết lũ đạn rồi. Ui sao cái bom thu chậm thế. Đang canh nó chạy ra để nó ăn lũ đạn của mình các bạn. Ok à. MP5 sớm như thế mà đang bịp chứ kìa bạn. Ô góc nhà gỗ. Ui gì. Núp trong đầy. Cái góc nhà gỗ này nó vẫn cho bò ta. Tự nhiên là mình sẽ bịt nó trong đây luôn bạn ơi. Cho nó chết bò trong đây luôn. Đấy sao. Ok nhưng mà mình bảo 14 kill top 1 rồi mà đúng không. Thôi không sao đi. Giờ này chúng ta sẽ cho chôn một chút xíu.
Ơ hình như nó để hở góc sau lưng đúng không? Để mình sẽ vòng ra ngoài bo coi. À đủ, à không. Vãi, nó chặn bọc keo rồi anh mà. Giời đất ơi. Keo này khó nha. Từ, tôi nghĩ là mình chặn lại quả bọc keo đi. Đấy, úi sỏi. Ơ thế không phá keo ra luôn à? Ôi giời ơi, thì top 1 đó là easy rồi em ơi. Ơ, nó gặp niềm đất. Úi sỏi. Thanh niên lại gục chất cửa thiên đường như thế là dở rồi. Trời, nay clip quá nhiều pha xử lý tinh tế luôn ạ. Thì thôi, sẽ là video của fan Bần Bần xin đến đây là kết thúc rồi mọi người. Xin video này của fan Bần thì đừng quên để lại cho mình một like, một share vào phía dưới. Và bạn nào chưa đăng ký kênh thì đừng tiếc gì cho mình một nút đăng ký và một nút chuông lên để nhận thông báo khi mình ra video mới nhất con nhá. Chào mọi người nhá.